cho con. Nhờ con. Nói cha con là ở giáo phận Thanh, con ở Thanh Hóa không phải miền Bắc, con ở giáo phận Thanh Hóa mà. Được ơn nhìn nói con lên. Nói cha con mắc hai khối u, là khối u là bác sĩ của con là 6 tháng ngủ một lần, nếu mà không ngủ lành thì bị nguy hiểm. Nhưng con nghe được ở trong đây là Chúa thay mặt cho cha chữa bệnh cho. Chúa thay mặt cho cha chữa bệnh. Cái này còn đơn lạ nữa. Nói lại, con nghe được. Cha thay mặt cho Chúa và chữa bệnh cho các con, thì con vào thì cha đặt tay lên con mấy lần thì con về, con khỏi được mấy năm nay. Bây giờ con trở lại, con tạ ơn Chúa, con cảm ơn mẹ và con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ. Dạ khối u trong dạ con ạ, mà con cứ cứ một tháng là hai lần ạ. Con còn là có 42 cân, bây giờ con lên 60 cân rồi. Hallelujah. Ủa từ lên 20 cân. Đây thì người tặng cho cái máy 365 bài giải nha. Và đây là chàng chuối lòng chúa thương xót nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, con để con nhìn. Thưa cha, con vô là ma.